Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy bơm tự mồi hóa chất chuyên dùng để bơm hút vận chuyển các loại hóa chất có tính ăn mòn cao như là axit, muối, kềm, vân vân. Công suất là 0.8 kW, 1 HP một ngựa. Sau đây sẽ là tem của motor. Sử dụng điện áp 3 pha 380V. Tốc độ motor khoảng là 2840 vòng trên phút. Đây sẽ là tem của đầu bơm. Mã hàng là QHP gạch ngang 1HP. Công suất 0.75 kW. Cột áp thì ở chiều cao 13m, bơm được 240 lít trên phút. Còn đáy xa thì khoảng 100-200m. Tốc độ là 2 pol 2 cực điện. Đây là phần chân đế này. Đây sẽ là phần ống hút. Đường kính của ống hút là 50mm. Đường kính lỗ trên mặt bích là 20mm. Và đường kính của mặt bích khoảng 152mm. Đây sẽ là ống xả. Đường kính ống xả 45mm. Đường kính lỗ trên mặt bích 20mm. Và đường kính của mặt bích một trăm ba mươi tám mm. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều loại công suất, nếu quý khách cần tư vấn thì có thể liên hệ với công ty chúng tôi. Sau đây sẽ là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty.